Trời ơi là trời, tôi thấy ní sai quá trời sai rồi đó. Thở đời đi mua thiếu, hàng ta không bán ní phải rồi. Nó tôi nói vậy anh thấy thế nào? Tôi thấy hắn cũng sai, nhưng mà tôi cũng thông cảm, tại tôi cũng trong cái độ ghiền. Trời ơi tới cử mà thiếu tay chân nó run rẩy lẩy bẩy ghê lắm, làm ăn có được, nhức đầu tùm lum hết đủ thứ, mắc ói nữa. Vậy nè mà cứ hở đóng vô một xị ha, hay là bia đẩy chừng 50 lon vô nó tỉnh như sáo luôn không? Đúng rồi đó, cốt này nói đúng á, tôi y chang như vậy luôn đó, chịu đâu có nổi. Nhưng mà ní cũng đừng nên làm như vậy, sao lại đi mua thiếu mua chịu cho người ta chửi, mất mặt mấy dân ăn nhậu của tụi mình hết đó. Anh em mình ăn nhậu chung có thể sống chết có nhau, có phước cùng hưởng có họa cùng chứ. Nếu không có tiền thì nói với anh em gánh cho, làm gì phải như vậy. Tôi biết là tôi sai, nhưng mà thời gian vừa qua không có tiền, nó thiếu rượu tay chân nó run rẩy đâu có chịu nổi, mới xin đi làm hồ tím chút đỉnh mẹ vô không có rượu tay chân nó run, trộn đóng hồ lên thợ nó xây nó nói cát không, ông chủ thầu đuổi luôn đó, quá quả quá mới làm liều sắp cái can ra mua. Mấy lần trước á mua trót lọt, cái lần này nó không bán nó mất dạy chứ. Thôi rồi vì tình anh em chí cốt, bây giờ ní qua nhà tôi đi, tôi đãi cái cho ní cái lẹo chó 5 lít rượu nó ăn cao tạc nhậu thế không. Tôi được gì con gì bằng mấy mấy cốt, cứu tôi chén này đi, chén sau tôi tự bới.